Rồi, hello, chào bạn đến với kênh Quay Tivi mình ha. Bữa nay mình rảnh rỗi, mình trồng sứ cho vui bạn. Thì trồng sứ thì cách trồng đất cũng dễ thôi. Các bạn sẽ dùng đất như mình. Và trong đất này nó sẽ có thêm đất sạch như nhiều các bạn. Thì quan trọng nhất là dưới cái đít chậu nè, bạn phải lót chấu nha. Tại cái sứ nó không có cần nước. Nó nước nhiều nó sẽ không có tốt bạn, nên bạn mình phải không có dùng nước nha. Đây là cái đất sạch các bạn. Đất sạch mình ha. Lồng. Đây. Trồng thì mới đất sạch nha. Nói chung trồng sứ này cũng rất dễ đâu, nó cũng không có gì khó đâu. Sứ này nó không thích khô chứ nó không thích nước, nên mình phải trồng. Mình đồng ý nó không thích khô nhưng không thích nước rồi. Như các bạn trồng sứ các bạn cũng đừng có để nó khô quá nha. Cái cách 2 tuần bạn tưới một lần. Và những cây sứ mà khi bạn thay chậu á thì bạn sẽ để nó quay nắng ha. Bạn sẽ để nó quay cho bạn cọc bằng treo lên nha. Treo lên cho nó héo đi. Thì cây sứ bạn nó đường chung, cây sứ bạn trồng bằng cưng quá là nó sẽ không có phát triển tốt đâu. Và khi trồng bạn sẽ cắt những cái rễ này bỏ bớt ha. Đó, cắt bỏ bớt đi. Đừng tiếc nó ha. Sứ trồng cũng vậy đó, mình cũng hồi đó mình cũng học trồng sứ một thời gian. Nhưng mà điều vì lý do cái thật nên mình cũng không có thích cây sứ. Nhưng bữa nay có em cho mình quy một đống sứ luôn, sứ con không. Đống này của cả trăm cây bạn, trăm cây. Mình về quăng của lăng lóc rồi, giờ này trồng chơi cho vui ha. Các bạn xem clip cho vui nha. Ở đây đất mà ở đây mình đã trộn hết rồi. Trồng sứ thì các bạn thấy cái củ nó bị teo to vậy này là do nó thiếu nước á. Nhưng các bạn cũng đừng có để trồng sứ thì các bạn đừng có đưa củ lên nhiều quá. Sau này bạn sẽ tưới nó thời gian nó sẽ lồi củ lên. Rồi lần thay đất sau nữa bạn sẽ nhổ nó mà bạn dành nó dần dần nó lên. Chứ bạn trồng sứ bạn để đem cái củ lên trên quá này, những cái củ non này, những củ non này nó sẽ bị teo, nó teo, nó thiếu nước, nó teo và đồng thời nó sẽ không có phát triển được đâu. Nó sẽ làm cái củ bạn nó không có cái sức sống đâu. Nên tốt nhất thì các bạn nên thôi nó khô thì cắt nó tuổi vậy mà. Thôi khô cắt luôn đi. Vậy nên các bạn phải gì này mình nói quên nè. Rồi giờ mình trồng ha. Thì bạn cứ trồng thoải mái đi, rồi có khi nào mình thay đất là sao rồi mình sẽ giờ nó lên. Chứ mà giờ mà hâu giờ nó lên cao quá thì nó sẽ không có đủ phát triển đâu. Nó sẽ không có được mạnh chứ lắm. Không biết trồng sứ vậy, mình thì nói chung kinh nghiệm trồng sứ mình thì cũng không có hay ho gì đó. Mình cứ dạng mình trồng chơi cho vui thôi. Thích thì trồng thôi chứ mình cũng không có mê sứ. Hồi xưa mình không có mê gì sứ đó. Nhưng thời gian sau này như không thấy anh Nam Thu chia sẻ trồng sứ á, thấy mấy cái sứ của anh đẹp quá, cũng bị đặt chuyển qua chơi sứ với người ta. Chứ ba cái sứ con này bằng trồng tí này trồng không biết chừng nào mình cho nó mới được cái thành quả nữa. Rồi cứ lắp cho thẳng củ ha, chừng nào tới tính, chừng nào cho nó tới, chừng nào cho nó ra lá là tính ha. Rồi mình lượm những cái đẹp mình trồng trước ha, cái xấu rồi từ trồng ha. Cái nào đẹp trồng trước. Sứ này là sứ thường thì bạn trồng mốt ra sẽ ghép các bạn, chứ không phải là sứ này chưa ghép nha. Sứ này chỉ là sứ bình thường thôi. Trồng mai mốt thì mình sẽ ghép nó. Mình có giống sứ Thái, mình kia con cây sứ Thái kìa. Mình sau bên này mình sẽ ghép nó vô. Còn nếu các bạn nào mà không có thời gian phơi á thì các bạn tốt nhất là các bạn nên trồng vô chậu vậy nè. Thì bạn cắt xong rồi bạn cắt rồi bạn thay chậu xong bạn vũ bạn đừng có rửa nha. Người ta thì người ta rửa, còn mình thì mình thấy ông anh mình trồng ông không có rửa mà cái sứ ông tốt kinh hồn dữ dằn lắm. Ông chỉ để về cái ông trồng xong cái ông 5-7 ngày sau cái ông mới tứ. Nên thay mà cái sứ ông nó ra trái ra bông nụ nhìn thấy mơ lắm bạn. Các bạn trồng bằng đường gì không phải như mai nha bạn. Mai thì mình trồng xong mình sẽ tứ liền nha. Còn cây này bạn cứ trồng vô nó vô chậu để đó đi, từ từ tứ đi. Để cho nó khô và đã thì tứ ha, từ từ tứ đó.
chứ không phải như mai đâu. Mai thì sẽ trồng xong sẽ phải xả nước tưới liền. Coi cây này là đặc biệt khác, trồng xong để đây cho nó nằm để chơi đi ha. Nó quan trọng nhất là thoát nước cho tốt các bạn. Mình nói không tưới thì nó không cần nước thôi, chứ còn bạn cũng phải cho nó đủ nước, đủ lực nước, nó mới đủ nước vừa phải của nó, đúng lượng nước của nó, nó mới mập cũ mà giờ nó mới mập cũ mới đẹp cũ. Còn bạn mà không tưới nước, bạn sợ nó ra đi, bạn cứ tiếc, bạn cứ để nắng riết cái củ nó ốm eo, nó teo to, nhìn cái củ nó nhìn thấy chán lắm, nên là các bạn cứ đừng có sợ nó bị dư nước chết nha. Mà cứ tưới đi, tưới thoải mái đi. Mình ông anh mình cho cần tưới theo, thấy cứ từng ông tưới hai lần, từng ông tưới có hai lần. Mà thấy những cái sứ ổng nhìn thấy đẹp lắm. Mình còn là sứ quý không chứ phải như dạng sứ con, mà cái sứ không giá trị mình đâu. Sứ này thì trồng như được thì trồng như còn như không được thì cứ vứt nó đi chừng nào cho nó lên đâu nó lên. Cái nó dễ, sứ này bạn cứ giờ mà không trồng đem chỗ nào có đất bằng quăng nó đại đất nó cũng lên như đẹp, nó lên vậy nhiều khi nó tạo thế đẹp hơn nữa, chứ không cần phải chăm sóc nó kỹ như cây mai. Và nó là nó đặc biệt cái khi nó có bông á, là các bạn sẽ không được tưới vô cái bông đó nha, mà tưới là tưới dưới gốc thôi, chứ nó đang có bông mà bạn tưới vô cái bông nó là bảo đảm với bạn là cái bông nó hư, nó tàn, nó hư liền. Nên lúc có bông thì các bạn chỉ được tưới dưới gốc thôi, chứ không phải như mai mà phải phun luôn cho lên trên lá, trên cành, nó để cho nó phát triển, nó mới không có bị bệnh. Còn bạn không phun là ba cái bồi chỉ rồi nó bệnh tà lưa hết. Nên phải tưới là mai là phải tưới luôn trên lá cho nó mát rồi, cho nó không có bệnh. Nó cũng như dạng mình rửa bộ lá nó bạn cho nó sạch. Còn cái sứ này là khác nha, trong khi nó chưa có bông thì bạn tưới xong nữa đó, nhưng khi nó có bông rồi đó thì các bạn sẽ tưới không được phép tưới lên ấy đó nha, không được phép tưới lên trên bông nè, tưới trên bông nó sẽ không có phát triển nè, nó sẽ hư luôn bông. Đó thì nó là dở bạn, nó phải sứ này là dở thì cái nước thấy đó. Chứ mỗi cây nó có mỗi cái ưu điểm khác nhau bạn, thì trồng mình rồi mình mới biết chơi nó, mình phải tìm hiểu nó, mình mới biết được cái nguyên nhân và lý do của nó. Chứ khơi mà kêu biết cũng không có sao biết bạn. Rồi giờ nó hết đất, mình bận chờ mình xíu đi. Thôi mình mở cái này cho mình kết thúc clip nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nha. Bữa hôm nay mình làm clip trồng sứ cho vui thôi, chứ bữa nay thật tới cũng không có cái gì là quan trọng ạ. Cái clip trồng sứ cho vui thôi. Thì đây mình sẽ trồng hết dưới đây. Cái điều giờ mình hết đất trồng rồi, đất này là đất chưa trồng, mình cho luôn. Đó. Cái đất chưa trồng bỏ nó luôn. Rồi mình sẽ kết thúc clip đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình nãy giờ nha. Để mình quay sơ dần sứ mình cho bạn xem ha. Đây, sứ mình mới trồng đây. Và bên đây mình cũng qua mình có trồng một mới nữa bạn. Để mình đi xem ha. Qua mình có trồng một mới đây. Trời tối quá, mình đây ban ngày mất cái xe, không có rảnh làm nên trên là chuyên gia làm vào tối không. Ở đây cũng chơi nhiều lắm bạn. Chơi đủ loại cây mà mỗi cây chơi chút đỉnh. Đây những cây mình mới trồng qua mình chưa có tưới đây bạn. Đây mình đã trồng này đó, đây mình chưa tưới luôn này bạn, bọc bông đó bạn thấy chưa, bông cũng đẹp lắm đúng không bạn, bọc bông đẹp không. Mình đây bông này mình chưa tưới, nó héo quýt đây đó, những cái sứ mình trồng qua đây. Ở bạn thấy con hay nhiều cái thế cũng đẹp ha, nhiều thế cũng dữ dằn lắm. Đây còn ông nội này là cái cục cơ cho bá đây, đây. Đó thì mình đã trồng như đây thôi đó, qua trồng được như đây đó. Mình thấy cây còn là cây cũng coi cây này được cũng toàn là thế quái không à, thế quái không, cũ toàn là cũ quái không. Trời con này là do thiếu nước nó mốp đó, bạn thấy không, trồng mà thiếu nước là nó sẽ mốp vậy nè, nó sẽ mốp nước, mốp gì nhau đó, không thiếu nước thì nó sẽ mốp. Cây mình toàn là cây gì không, nói chung dạng coi dạng này là dạng trồng cho vui thôi bạn, trồng vui. Nên mình đã phơi nắng nó đã cả tuần lễ rồi nè, mà bà thấy không, nó chưa có he lá dạng không héo nữa ha, chỉ dần vàng thôi ha, phơi nắng cả tuần lễ rồi. Thì bạn cứ trồng, bạn
cứ để vậy thôi và dưới cho nó thoát nước tốt là ok rồi. Cây trái chắc trồng nó thì nó hơi khác tí xíu của trồng mai chút xíu, quan trọng là nó thoát nước tốt là được rồi, chứ các bạn cũng đừng có quan tâm quá chắc trồng ha. Cái chắc trồng thì mỗi người có mỗi cách chắc trồng khác nhau, người chơi cái trồng này người trồng kia thì nó cũng khác nhau nhiều lắm. Đây cái mai ghép mình đây, ghép chắc nó ra bên ra cái bò ngoài để bỏ các bạn, bò này không phải bò ghép nha, bò ghép là chỉ nuôi cái bò ghép này nha. Còn mấy cái bò mình ra dưới đây là cái bỏ này cho nó nuôi bò ghép này. Mình thấy cái mình ghép cái nguyên một cái cục cụ lự chà bá vô luôn mà nó dài dẳng ra sung sung tốt đúng không, dẫn sung tốt dẫn ngon. Chỉ, có anh em nói hồ ghép cái nhánh già bự quá nó không ra, mà thật là thấy không, nhánh già bự ra rất tốt luôn. Rồi cảm ơn bạn đã theo dõi clip mình nha, xin chào bạn, hẹn gặp lại bạn trong clip sau nha.